Nay mình đi thăm mấy cái bãi danh gụ nha mọi người. Buổi chiều nó hơi tối xíu. Mình có đặt đây cái đường nước này, cái bãi này mọi người. Nước cạn này cho thêm màu vô. Chủ yếu là để bẫy cua. Nước khá là cạn luôn. Trời ơi, cua nè mọi người. Hết hồn luôn. Cái gì chưa? Nước cạn này nè. Cua nó đi dữ lắm nè. Một nồi luôn. Rồi đổ vô cái xô. Giờ mấy cái kia. Vô nó ăn dừa cũng khá là nhiều luôn mọi người. Còn hai con không chịu ra nữa hả? Này nước cạn quá trời luôn mọi người. Cái lọt bị chắc đi hỏng rồi đó. Cua với mồi dừa đơn giản thôi chứ không gì khác nha. Ha, được mớ nè mọi người. Có lúa, có lúa. Thấy không? Cũng được bộn ít bớ nè. Đó. Rồi để lại đổ cái thành quả coi. Nước cạn làm như cua bị ít vậy mọi người. Trước nước đầy mình bẫy nhiều lắm. Giờ nước cạn hơi ít. Chưa gì chân là thấy có rồi nè mọi người. Nằm nè. À, được mớ nè. Quá ngon nha mọi người. Con nào nấy tươi xanh hết trơn. Quá ấm. Quá ấm luôn ha. Đây, đã chưa? Rồi để mình thăm mấy cái kia rồi mình đổ ra luôn ha. Được mớ cua nè. Ngon ghê chưa? Nước cạn mà đẩy được mớ này nè. Đây. Mình thấy cua cái là nhiều quá ta. Toàn thấy cua cái không à. Không có cua đực. Cái không? Này về nấu canh chua cũng ngon hoặc rang muối ớt mọi người. Đã luôn á. Giờ để mình đặt mấy cái bẫy rồi, rồi chừng nào mình thăm nữa mình sẽ quay video cho mọi người cùng xem nữa ha. Rồi xin mình xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ ha. Xin chào mọi người nha.